Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình lại tiếp tục giới thiệu cho cả nhà mình một cái mã gia vị mới, đó là mã gia vị heo quay các bạn ạ. Thì sau rất là nhiều năm mình làm nướng chum đấy, thì mình đều nướng bằng gia vị cổ truyền, riềng xả, hành tỏi. Nhưng mà đợt này thì mình vừa mới ra một cái gia vị mới dành cho các dòng heo quay. Trong đó thì cũng có luôn cả nướng chum này, nướng tảng này, rồi các bạn quay Quảng Đông, quay heo quay cả con thì các bạn có thể kết hợp với gia vị heo quay này nhà mình này. Sản phẩm này thì có cái tính ưu việt, đó là dễ sử dụng và để được thời gian dài các bạn nhé. Kể cả những bạn chưa biết làm thì các bạn vẫn có thể sử dụng sản phẩm này nhà mình bình thường nhé. Đấy, những bạn nào mà đang xem ở trên kênh của mình mà cả muốn dùng thử cái sản phẩm này thì các bạn liên hệ luôn với Thành Đạt qua số điện thoại 0985588562 nhé. Ngoài cái sản phẩm gia vị heo quay thì bên nhà Thành Đạt thì cũng đang chạy rất là tốt cái sản phẩm gia vị vịt quay và gia vị gà quay thảo mộc. Thì các bạn nào mà đang làm quay nướng thì các bạn ủng hộ Thành Đạt và cũng như là mình lấy một cái sản phẩm mới về để mình tạo cái khẩu vị mới cho khách hàng, để nâng cao cái khách hàng lên nhé các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem kênh của mình.